nghe nói là ở Cellphone S đang cho đặt trước chiếc Xiaomi Mi 11 Lite 5G từ bây giờ cho đến ngày 14 tháng 5. Và có bộ quà tặng rất là hấp dẫn nên là mình sẽ đến đặt mua một em màu xanh, sau đó là review cho mọi người xem nhá. Ok. Đây, bộ quà tặng của mình sẽ bao gồm một con đồng hồ Mi Watch Lite trị giá là 1.990.000 đấy, nếu mình không lấy sẽ quy đổi ra 900.000 đấy, và một con tai nghe không dây Earphone 2 Basic là 1.590.000, nếu mình không lấy sẽ quy đổi ra 600.000 đấy, và mình được tặng thêm một cái phiếu mua hàng là 500.000 nữa. Tổng cái bộ quà tặng của mình, nếu mà mình không lấy, nếu mà mình muốn trừ thẳng vào giá sẽ là 2 triệu. Trừ thẳng 2 triệu. Vâng. Ok, thế thì mình sẽ lấy hết nhé. Ok chị. Ok các bạn ơi, mình đã mua được máy rồi và bây giờ thì chờ đến ngày mai chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài và test thử những cái tính năng ở trên Mi 11 Lite 5G nhá. Tomorrow. Hello, xin chào các bạn. Như đã hứa thì mình sẽ test những cái tính năng của chiếc Xiaomi Mi 11 Lite 5G, và đầu tiên đó chính là khả năng quay video kép, một cái tính năng mà mình rất yêu thích, quay vlog ở trên chiếc điện thoại này. Đó, các bạn đang nhìn thấy mình quay cũng như là thu âm bằng Xiaomi Mi 11 Lite 5G luôn. Nói chung là vừa mới mua máy về xong thì mình sẽ trải nghiệm hết. Ủa ôi, nhìn này, màu da mặt các kiểu đẹp chưa? Trông ra ngoài ánh sáng đủ sáng thì nó khá là chi tiết và đẹp đấy chứ nhở. Màu sắc rất là nịnh mắt ở trên cái màn hình này. Và cái khả năng chống rung này mọi người nhìn thấy này, trời ơi. Và tiếp đến thì mình sẽ test những cái tính năng khác, ví dụ như là chụp hình nha mọi người. Tại vì mình rất thích chụp hình. Ở trên chiếc Xiaomi Mi 11 Lite 5G cũng có những vài tính năng mà chụp hình nó rất là hay, ví dụ là phân thân này rồi vân vân. Rồi bây giờ mình sẽ test chụp thử luôn. Ở Mi 11 Lite 5G có một điểm mà Payo thấy thích khi mà chụp hình là những cái tính năng quay chụp của Xiaomi rất đa dạng và phong phú, cảm giác mình vọc vạch mãi không hết. Và một trong những cái tính năng yêu thích sống ảo của mình đó chính là chụp và quay video phân thân. Ngày xưa thì hay phải dùng app thứ ba, bây giờ thì tích hợp sẵn trong máy rất là tiện. Có thêm hiệu ứng quay video đóng băng nữa, nhưng mà cái này quay thì cần căn chỉnh một chút nha các bạn. Và xem video Payo quay chụp cả sáng nay nè. Hơn nữa, Xiaomi còn có bộ lọc màu mình đánh giá là có nhiều hiệu ứng màu phim đẹp, áp vào một cái là khỏi cần chỉnh gì thêm, nhìn rất là nghệ và nổi bật phết. Có thời gian thì mình sẽ vọc vạch chụp thêm tùy theo từng bối cảnh khác nữa. Và sẵn chụp kiểu phim ảnh rồi thì mình sẽ bấm nút thêm cho các bạn mấy tấm hình selfie test nhanh sáng nay luôn. Selfie xóa phông có mấy cái hiệu ứng hoài niệm, nhìn phim ảnh phết và chi tiết vẫn nét, đeo khẩu trang thì vẫn phải gọi là đẹp đúng không? Cũng do dịch nên là mình chưa set up được một buổi chụp chill chill nên là chỉ loanh quanh được khu gần nhà thôi. Chụp được một lúc thì ngồi lọc lại ảnh, mình cảm thấy là rất ấn tượng và hài lòng về độ sáng và khả năng hiển thị của chiếc Mi 11 Lite 5G này. Mình để độ sáng tối đa, ngoài trời nắng gắt của trưa tháng 5 thì vẫn hiển thị rất là rõ nét. Khi zoom lên xem ảnh thì cũng không bị khó chịu với cái thiết kế nốt ruồi này. Vẫn rất là gọn, máy tràn viền và đem đến cảm giác trải nghiệm đã mắt thật sự. Một điểm nữa chia sẻ luôn với các bạn là Mi 11 Lite 5G cầm trên tay mỏng, nhẹ, cảm giác gọn và cầm sử dụng lâu cả buổi không hề bị mỏi. Nên là bạn nào có cơ hội thì nên ra trải nghiệm máy. Phiên bản màu sắc của Mi 11 Lite 5G cũng mang hơi hướng trẻ trung và năng động. Và lựa chọn cho mình chiếc màu xanh bởi vì nó mát mắt và dễ chịu trong cái thời tiết hè oi ả như thế này. Đem ra ngoài trời thì có thêm hiệu ứng ánh sáng chiếu vào nhìn như là viên ngọc ấy. Cái mặt lưng kính này thì sờ thích thích mị mị này. Các bạn thấy như thế nào? Những bức ảnh và video mình test sáng nay với chiếc Mi 11 Lite 5G. Thực ra thì mình rất háo hức khi mà mua sản phẩm này về tại Cellphone S, bởi vì tranh thủ luôn đợt đặt hàng trước. Từ bây giờ cho đến ngày 14 tháng 5 thì sẽ nhận được bộ quà tặng rất là hấp dẫn. Và bên cạnh đó thì mình muốn là một trong những người mà được trải nghiệm sớm nhất mạng 5G. Tuy nhiên ngày hôm qua thì mình có lên hồ và định speed test 5G, nhưng mà hai nhà mạng là Viettel và Vinaphone chưa hỗ trợ cho chiếc điện thoại này.
Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì trong thời gian sớm nhất thì sẽ được cập nhật thôi. Và nếu như bạn nào mà đang quan tâm đến em này thì đừng bỏ lỡ chương trình đặt trước tại Cellphonet. Nếu như các bạn không nhận quà ấy thì sẽ được trừ thẳng 2 triệu vào giá bán cơ. Và chỉ 8 triệu thôi là các bạn sở hữu một thiết bị có hỗ trợ 5G và nhiều tính năng quay chụp điện ảnh rồi. Còn nếu như mà các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì tham khảo link mình để mô tả chi tiết phía dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu các bạn muốn mình làm video nào với chiếc Mi 1 Lite 5G thì cũng comment luôn. Bye bye!